Thưa quý vị và các bạn, hàng ngày chúng tôi cũng nhận được rất nhiều câu hỏi của các quý bệnh nhân về việc về các biến chứng của bệnh tăng huyết áp là gì. Thì tôi có thể nói ngắn gọn cho các quý bệnh nhân dễ hiểu như sau. Các biến chứng của bệnh tăng huyết áp có thể chia ra thành các biến chứng liên quan đến tim, mắt, não, thận và mạch máu ngoại vi. Các biến chứng liên quan đến tim chúng ta có thể gặp ở trong bệnh tăng huyết áp, đó là suy tim. Trong trường hợp người bệnh bị tăng huyết áp cấp cứu có thể gây ra cơn suy tim cấp và phục hồi cấp. Các biến chứng liên quan đến bệnh động mạch vành, gồm đó hội chứng động mạch vành mãn tính, hội chứng vành cấp gồm nhồi máu cơ tim ST chênh lên, nhồi máu cơ tim không ST chênh và đau thắt ngực không ổn định. Các biến chứng liên quan đến mắt của bệnh tăng huyết áp cũng hết sức là phong phú và chia ra các giai đoạn. Có thể gặp các dấu hiệu như là xuất huyết, xuất tiết, phù khai thị, có thể ảnh hưởng đến thị lực và dẫn đến mù lòa. Các biến chứng liên quan đến não chúng ta có thể gặp của bệnh tăng huyết áp đó là nhồi máu não, xuất huyết não. Các biến chứng liên quan đến thận chúng ta có thể gặp đó là đái ra protein, đái ra hồng cầu, suy thận. Các biến chứng liên quan đến mạch máu ngoại vi chúng ta có thể gặp đó là bệnh phình tách động mạch chủ, có thể gặp bệnh động mạch ngoại vi, tức là bệnh động mạch chi dưới chúng tôi rất là hay gặp. Thì trong đó cái bệnh phình tách động mạch chủ là một bệnh hết sức nguy hiểm và có tỷ lệ tử vong rất là cao.